Cũng đã 7 năm trôi qua. Bây giờ Mika nhìn khác quá. Không còn là cô bé yếu đuối như ngày xưa nữa rồi. Năm đó là năm chúng tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ 1 của lớp 11. Cũng là lần cuối cùng tôi và em ở bên nhau. Mỗi buông say tức giấc càng bên nhau, đêm về mình cùng hòa mình vào trăng sao. Chẳng dám hứa dám nói chuyện tương lai, nhưng lòng này thề ngoài nàng chẳng thêm ai. Cùng bật beat riêu rít vài bài ca dám ba câu, khi đôi tay bên nhau mong thời gian chưa qua lâu. Làm vài món thích nhất rồi cùng chiều qua đêm thâu, hai bàn tay đang xây nhau một chuyện tình dài và đậm sâu. Anh đang định viết nhạc buồn, gặp em lại hóa thành tình ca. Tính đưa vào những phiền muộn, em xuất hiện muộn phiền tan ra. Em là động lực duy nhất khiến anh háo hức vào mỗi giờ học nè. Mơ lên phường cùng nhau rồi mình dắt nhau về nhà. Mình cùng thức đúng giờ, bật bài nhạc và cùng ăn sáng, cùng uống tách trà. We will start one night day. Nhìn vào mắt chút mà lòng bồi hồi ngập tràn đời sao xuyên. Ngừa đâu mà sao thấy cưng về trời, làm anh trong mong tháng năm rạng ngời. Hi, crush, chờ tôi với coi. Tập 1, đăng ký kênh đi rồi coi. Thời gian thấm thoát trôi cũng gần nửa năm. Đến năm 12 thì tôi chuyển sang một lớp chuyên khác. Tôi không còn biết là cái động lực nào khiến cho tôi chỉ biết cắm đầu vào học và học. Thay đổi tính tình gần như là hoàn toàn, đến cả gia đình tôi cũng bất ngờ. Béo cũng không còn học chung trường với chúng tôi ngay sau đó. Nghe nói là gì Mika, cô ấy đã từ chối là tỏ tình của Béo. Tuấn cũng vậy. Người bạn thân nhất của tôi lúc ấy cũng đi du học nước ngoài vì bị gia đình bắt. Tôi biết là Tuấn cũng không có muốn đâu, nhưng mà biết phải làm sao được. Tương lai vẫn là điều quan trọng nhất trong mắt gia đình. Đặc biệt là ở cái tuổi đang còn chênh vênh giữa các ngành nghề, mông lung giữa nhiều sự lựa chọn. Sẽ là ai trong tương lai thì nếu gia đình có điều kiện, và rõ ràng sẽ không còn là quyền quyết định của chúng tôi. Cái tuổi nổi loạn của tôi tưởng chừng sẽ trải qua sớm hơn bình thường, cho đến khi tôi gặp thằng Sơn. Ê ca, sao mày ngắm nhỏ ngó miết vậy? Tao đã nói là đừng có thân thiết với tao, tao muốn một mình. Bạn mới này sao ý nhở? Cứ như thằng cù lần ấy. Nghe nói lớp 11 cũng quậy lắm mà, thể hiện tao xem nào. Không rảnh. Nói rồi tôi bỏ đi một mạch, để lại thằng Sơn ngơ ngác nhìn theo tôi về hướng đối diện là Mika đang ngồi cười đùa cùng với mèo trong canteen. Nó bắt đầu nghi ngờ gì đó trong mối quan hệ của chúng tôi. Thằng iCrush nhỏ đó hả ta? Có khi là người yêu cũ cũng lên. Người yêu cũ là đồ con chó, chia tay rồi còn lưu luyến. Dở rồi ca ơi. Tuy là Béo đã không còn học cùng trường, lẽ ra mọi chuyện đã phải tốt đẹp hơn, nhưng có vẻ đối với Châu thì không phải như vậy. Châu vẫn luôn ủ mưu để hại Mika cùng với Mạnh. Tôi đã luôn âm thầm phía sau để theo dõi và giúp đỡ, cũng đã nhiều lần khuyên ngăn Châu, nhưng có lẽ đây đã không còn là ganh ghét về tình cảm nam nữ nữa rồi. Tôi phải làm sao đây? Phải làm gì để hòa bình diễn ra cho Mika trong suốt cái năm học cuối cấp này đây? Đó là những gì tôi suy nghĩ và trằn trọc suốt trong lúc bấy giờ. Vẫn là tiếng chuông báo thức quen thuộc, nhưng lần này có vẻ lạ. Tôi có thói quen là cài báo thức tầm 3 lần để phòng chống cái việc ngủ quên. Đó vẫn là cái thói quen khó bỏ của tôi. Trước đây toàn là Mika gọi dậy mỗi lần có việc gì đó quan trọng hay là phải đi học sớm. Nhưng nay thì không còn được cô ấy gọi dậy nữa. Tôi phải tự lực cánh sinh thôi. Tiếng chuông báo thức này là tiếng báo của lần 3. Lần 1 là dậy để chuẩn bị, lần 2 là đã đến giờ, và lần 3 tức là đã trễ 15 phút và dậy để ăn năn sám hối bằng suy nghĩ cái lý do để biện minh. Chết mẹ rồi, đây là tiếng báo của lần 3. Sáng nay tôi có lớp dự giờ, nay tôi còn có bài thuyết trình quan trọng môn sinh nữa. Tới công chuyện thiệt chứ, vội vàng chạy một mạch ra cửa sau khi vệ sinh cá nhân các kiểu. Mọi thứ đều diễn ra một cách cẩu thả, không còn theo khuôn khổ mà tôi thường làm hàng ngày. Gì vậy trời? Ca ơi là ca, nay mày bị sao vậy không biết? Phóng xe ra cửa thì thấy cái bóng dáng ai đó quen quen. Ủa, thằng Sơn, sao nó chưa đi học? Sơn hiện là bạn cùng lớp và cũng cùng bàn với tôi. Đã vậy cô chủ nhiệm còn phân công nó là đôi bạn cùng tiếng, tức là tôi phải kèm cặp nó trong suốt cái năm 12. Mà tính tình của nó thì đúng kiểu trẻ trâu, tôi cực kỳ ghét. Ê, nay lương đã vậy mày. Kệ tao, mày chưa đi học à?
sao giờ này còn ở đây? Nó cười nhẹ, rồi nói với giọng nhẹ nhàng kiểu ẻo lả, ghẹo tôi. Tớ là tớ muốn đi học cùng cậu, cùng bạn yêu quý của tớ ấy. Tớ chờ cậu lửa tiếng rồi. Mau lên xe, cất xe cậu đi. Cảnh sát sẽ đến và bắt cậu đi đó. Học sinh không được lái xe quá 100 phân khối đâu. Tôi ngớ người đứng nhìn nó một hồi lâu. Bà mẹ thằng này nó ai nhập nó vậy ta? Sợ giải tè với nó. Nghe nó nói mà nổi hết da gà luôn á trời. Thôi nào, cậu còn chần chờ gì nữa nào? Không chê tớ nghèo, lên xe tớ đèo. Biết sao được, cũng một thời quỷ phá, còn dư âm con mô tô đi học của mình. Thôi thì chịu thôi. Thế là tôi cất cái xe rồi leo lên xe nó ngồi ngoan ngoãn. Bám chắc vào nhé, cùng đến trường nào. Xe của nó cũng giống như là cái loại xe của chú ba mà tôi từng mượn để chở Mika đi, nhưng mà màu hồng. Lại biết bao nhiêu là hoài niệm cùng con xe này. Và thế là sáng hôm ấy tôi đi học cùng thằng Sơn. Mà không chỉ có sáng hôm ấy, hôm sau nữa và sau nữa cũng vậy. Cơ mà nào edit ghép cái đoạn nhạc này vô vậy trời, lại còn hiệu ứng hoa rơi nữa chứ tụi tôi có yêu nhau đâu. Sao cậu cứ ngơ người ra vậy? Nay cậu thuyết trình đó, cậu đã chuẩn bị gì chưa nè? Mày có thôi cái giọng đó không? Tao nổ hết da gà rồi nè. Ừ, tao nói lấy giờ cũng ớn mạnh vừa lờ. Mày chuẩn bị thuyết trình chưa? Chuẩn bị rồi, do tối qua chuẩn bị trễ nên giờ tao mới ngủ quên nè. Xạo đi, tối qua online tao còn thấy mày câu cá, giành giải câu cá ở trong nhà, còn mở tiệc. Play tu giờ ít thôi, nhiều là nghiện đó. Giờ đó mày cũng còn chơi, chắc mày không nghiện đâu. Tao chơi chung với em gái mày đó, mà mày chảnh quá không thèm kết bạn với tao. Tao đâu có rảnh, mà giờ trễ giờ thuyết trình rồi mà. Ngáo game hả mày, sao trễ? Ủa, sinh học thuyết trình tiết đầu mà. Ừ tiết đầu, mà nay thứ hai mà. Ờ ha, hôm nay thứ hai thì cái tiết đầu tiên là tiết chào cờ, xong mới tới tiết sinh học. Là mình chỉ mới có trễ giờ chào cờ thôi. Học ít thôi, học nhiều quá rồi vô game chơi cũng bị ảo đấy. Phải biết cân bằng giữa việc học và chơi, giống như tao này. Nó nói mà không biết ngượng miệng à. Nó học ngu như bò ấy. Suốt ngày chơi game, hết liên quân tới play together. Hên là nó không chơi Free Fire á. Nó mà chơi Free Fire thì đừng hòng tôi chơi với nó. Cuối cùng cũng tới trường. Hên là cổng trường còn mở. Mọi hôm chào cờ toàn đóng cổng không thì phải. Phải không ta? Cả năm rồi mình gương mẫu có bao giờ đi trễ đâu biết. Chẳng biết sau này là ngủ quên. Chắc tối qua suy nghĩ nhiều quá. Thằng Sơn nó vỗ vô đít mình rồi bảo: xuống bro, xuống tao đi cất xe. Mày tính theo tao vô nhà xe luôn à? Tao cất mày luôn trong đó nhá. Cất xe đi tao chở. Chạy vô luôn đi, còn chờ gì nữa? Trễ rồi còn chờ chi? Mày lo cho tao à? Đừng nói mày yêu tao nha. Thằng điên. Vậy tao vô trước. Thế là tôi cắm đầu cắm cổ chạy vô trường. Tranh thủ lúc bảo vệ đang không để ý, lẻn vô. Lâu lắm rồi mình chưa có cảm giác mà lén lút như vậy. Kịch tính vờ lờ. Bỏ mẹ rồi sao đỏ. Tưởng chào cờ không có sao đỏ trực chứ. Qua cửa này lại tới cửa khác. Đợi cái nón kết lụp sụp cho nên mình cũng chả nhìn rõ được nhỏ sao đỏ. Chả biết là có quen không để còn có bị bắt thì còn xin với sỏ. Kệ đi, phóng đại qua chắc nó không để ý. Nè 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 ông kia, đứng lại đó. Rồi xong, tới công chuyện luôn. Sao mà xui dữ vậy trời? Đường nào mình cũng đang là học sinh giỏi ngoan hiền của trường. Kiểu này mất mặt chết. Đang chào cờ nữa chứ. Nhỏ này sao mắc tinh dữ trời. Tôi đành nhẹ nhàng quay mặt lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn nó nữa. Sao mà sợ dữ vậy trời? Ông tên gì? Lớp nào? Sao bây giờ mới đi học? Chờ đã. Cái giọng nói này, cách nói chuyện này, sao mà quen vậy ta? Cảm giác là mình nghe xong tim mình đập loạn nhịp luôn á. Ông có biết là trễ bao nhiêu phút rồi không? Hết tiết chào cờ luôn rồi đấy. Tôi đang cúi đầu xuống. Cái mũ nón lưỡi trai của tôi che hết nửa người của bà sao đỏ. Chỉ thấy đôi chân và đôi giày. Đôi giày quen lắm. Ủa? Đôi giày này mình từng tặng cho Mika mà. Tôi giật phắng người rồi ngẩng đầu lên nhìn. Ca? Là ông hả? Hết tập 1. Tôi và Mika đứng nhìn nhau cả 5 phút. Không ai nói năng câu nào. Chỉ nhìn nhau trong im lặng.
tưởng chừng như thời gian đang dừng lại luôn. Tôi muốn nói gì đó mà miệng lại chẳng chịu mở, tay chân toát hết cả mồ hôi, tim cứ đập loạn nhịp lên, muốn ná thở luôn. Bầu không khí đang yên lặng thì bỗng thằng ông nội kia từ đâu lao vô rồi chạy vút qua, xong la làng lên. Chạy ca ơi, nhưng nghe nó thấy bằng tên mày bây giờ. Tôi cũng chẳng biết cái mồ tê gì, cứ thế mà chạy theo thôi. Vừa chạy thằng Sơn nó vừa quay lại hướng Mika rồi la to. Cảm ơn bà sao đỏ nha, tôi là idol Sơn Sao Kim, lúc nào còn đâu mới nói. Chạy được một đoạn thì cảm thấy Mika không còn dí theo, cho nên hai thằng bắt đầu đi tình tàn. Nó thì cứ thở hổn hển quay qua nhìn tôi rồi nói: mày thấy tao nhanh trí không? Suýt thì hai thằng sáng nhất tiết chào cờ của hôm nay rồi đấy. Hồn tôi thì vẫn còn đang ở chỗ của Mika, nên tôi không có quan tâm gì tới lời nó nói cho lắm. Nó quơ quơ tay trước mặt tôi rồi gọi tôi: ca, mày làm sao đấy? Mê nhỏ sao đỏ rồi à? Cũng hên là nó còn chưa kịp nhìn ra, nhỏ sao đỏ đó chính là bà Mika, người mà nó đang nghi ngờ là có mối quan hệ gì đó với tôi. Không thì nó lại làm sồn sồn lên cho coi. Khủng mày, tao chạy mệt quá, đang nghỉ mệt, chưa nói nổi thôi. Nó bắt đầu bày cái vẻ mặt điều tra tội phạm của nó. Nó nhíu một bên mày, bên kia dính ngược lên rồi dòm tôi: tao thấy mày thông thả lắm, có chạy đâu mà thở. Khai mau, say lắng con bà bán bánh mì nào rồi đúng không? Tôi giờ chẳng còn tâm trí để giỡn với nó nữa, mà bình thường tôi cũng có thèm giỡn với nó đâu. Mặc cho nó cứ lải nhải bên tai tôi cứ đi trong hững hờ, như người vô hồn đi về phía lớp học. Nghĩ cũng hay, thế quái nào mà lại trùng hợp như vậy không biết. Cả nửa năm không đi trễ ngày nào, nay đi trễ lại ngay ngày bà Mika làm sao đỏ. Ảo thật đi. Đang lon ton trên hành lang thì đi ngang qua phòng ban giám hiệu, nghe cái giọng ai đó quen quen phát ra từ trong cái phòng đó. Sao bảo quá vậy con? Anh hai mày đã một thời rồi, rồi tới mày nữa. Riết cái phòng này như dành cho mẹ mày vậy đó. Giọng ai mà nghe nó thánh thoát mà nó quen thuộc thế nhờ. Quen lắm luôn ý, cứ như là mình đã được nghe hàng ngày luôn ý. Vô học đi, mẹ đi về. Ai, thiệt tình con với chả cái. Anh hai ơi, mẹ mắng em. Trời, thì ra là giọng của mẹ mình à. Chắc Bi nó lại bày trò gì đó trên lớp rồi. Mọi người biết rồi đó, Bi là em gái của tôi. Năm nay nó lên lớp 10 nên nó cũng học cùng trường với tôi. Mà tính của nó thì chẳng khác tôi là mấy, không thể nào ở yên được, luôn tìm cách bày trò trêu ghẹo mọi người trong lớp, kể cả giáo viên. Nay chắc nó lại làm trò gì mới cho nên mới lên đây. Mẹ tôi chưa bao giờ quên ban giám hiệu vì tháng nào cũng lên, lên còn nhiều hơn đi đóng hụi. Anh hai ơi, em đâu có làm gì đâu, tự nhiên mẹ lên đây rồi mẹ mắng em quá trời luôn. Không làm gì, mắc gì mẹ bị mời lên đây. Mày coi đó, nó chét mắt mèo lên ghế bạn học. Thằng nhỏ đang học cây phải đứng dậy gái đít như điên ý, rồi bị quay clip lại đăng lên Facebook. Thế nó mới nhục mặt con người ta không cơ chứ. Mà người đăng á lại chính là con bé Bi nhà mình. Tao chẳng biết chui vào đâu mà trốn nữa đây này. Ơ, mẹ còn vô chia sẻ bài viết của con mà. Tao đang ngồi nhặt rau thì thấy clip hài hài trên mạng, tao chia sẻ thôi. Ai có biết là con gái cưng của tao nó báo đâu. Thôi thôi, clip gì? Đăng làm sao? Sao lại đăng clip chém mắt mèo là sao? Bi nó bắt đầu vừa khóc hút hít vừa kể. Dạ thì lớp em có bạn kia đẹp trai quá, đẹp như thiên thần ý. Em mới thử coi thiên thần có biết người đích không. Các em chết mắt mèo lên ghế bạn đó thử, ai về đâu bạn đó nhảy dựng lên gã đích. Và nhìn vui quá em mới quay clip lại rồi đăng Facebook status trai đẹp gã đích. Ai có về clip em đăng viral rồi dữ vậy, cả trường biết luôn. Nào giờ Facebook em flop lắm, em đâu biết đâu. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa mọi người ạ. Em gái tôi nó vậy đó mọi người ạ. Cũng giả vờ dỗ dành nó tí, chứ tôi cũng chả biết phải nói làm sao. Bất lực rồi á. Kiểu như là nó hại người ta, nhưng mà là lỡ thôi chứ không cố tình đó mọi người. Thông cảm được không? Thôi lỡ rồi, vô lớp gặp người ta xin lỗi, rồi tháo clip trên mạng xuống. Cái đó người ta kiện mày được đó, báo qua báo rồi. Dạ em xin lỗi anh hai, con xin lỗi mẹ, để con tìm bạn xin lỗi. Ca, coi ở trường giấu nó với canh chừng nó giùm mẹ với. Chứ mẹ là mẹ chịu rồi đấy. Còn với chả cái, ăn nhiều, báo nhiều. Hết thằng anh tới con em, bà mày biết bà mày cạo đầu mày. Dạ mẹ về. Đang đi chợ phải ghé qua nghe mắng vốn, nhức cái đầu thiệt chứ. Mẹ về đi một lát sau thì tiếng thút thít dần lắng xuống. Bi nó ngóc cái đầu ra khỏi vai tôi, ngó qua, ngó lại, ngó tới, ngó lui.
ơi, ảnh đẹp trai quá à. Đẹp trai rồi sao? Tính cho nó gãy đít rồi quay clip giống thằng kia nữa hay gì? Hai này kỳ ghê. Chuyện này đừng có cho anh Sơn của em biết đó nha. Đang dở hài á. Đồ, lại còn Sơn của em đồ. Kinh ấy. Ai chứ thằng đó mà cho nó gãy nát đít luôn cũng được nữa. Để tao quay clip chưa? Thằng Sơn bất ngờ từ đâu nó chồi lên rồi đập vô vai mình phát nữa. Thiệt chứ hai cái đứa này thích thù mình thế nha. Sơn kìa, bị em gái tao kiếm mày á. Đâu, bé Bi đâu? Bi đâu? Bi nè. Ủa? Hả? À, nó đâu rồi? Nó vừa mới đây mà. Quái lạ, nhỏ này nay lạ vậy ta. Bình thường xét trai lắm mà, nên lại nhúng nha nhúng nháo diện khứ sơn nửa đực nửa cái này. Ê, em gái mày học lớp 10A mấy đấy? Không biết, quen thì đi mà hỏi nó. Biết trong game thôi chứ chưa dám gặp ngoài đời. Nhờ bạn Hiền giúp đỡ này. Ra là mày thân với tao, tiếp cận với em gái của tao. Tưởng tốt lành lắm chứ. Thôi mà, tao quý mày thật mà. Tan học có làm gì không? Đi làm cốc trà sữa nhá. Đi nhá. Chắc mày ra trước gọi cho tao ly matcha trà xanh với ly trà sữa nguyên lá đem về. Tối nay tao cần thức khuya để soạn bài. Biết cách bào đấy bạn ơi. Mà mày làm gì mà ra trễ thế? Tao có chút việc bận, ra trễ cỡ 15 phút á. Thế là sắp tới mình lại được uống trà sữa free dài dài. Kệ, không sao. Nhỏ em mình báo mình biết bao lâu nay, giờ mới thấy nó có giá trị lợi dụng. Thôi tranh thủ ra thăm bé Na tí. Này đổi món cho Bill. Mà có sao không ta? Bình thường mình hay đi thăm vào ngày lẻ. Tại ngày chẳng thì có người khác đi thăm thay mình. Mình đi vào ngày chẳng gì có sao không ta? Kệ chắc không sao đâu. Sẵn gặp người mà chăm nó cùng với mình xem là ai. Trước cũng có gặp một lần mà thấy chùm hút đi. To cao vậy, chắc là anh trai nào đó. Nhìn dáng cũng đô. Na thật ra là tên của bé cún hoang ở sau trường mà tôi hay ra chăm mỗi khi tan học về. Như ban nãy tôi có nói đó, tôi chỉ chăm vào ngày lẻ thôi. Còn ngày chẳng thì có người khác chăm, tức là 24/6. Bé cún dễ thương cực. Cuối cùng cũng tới sau trường. Mà bé Na đâu ta? Na ơi, cún yêu ơi, bé đâu rồi? Tôi đang lay hoay tìm bé cún thì nghe đâu đó tiếng kêu của bé ở góc trường, cách đó không xa. Tôi lật đật chạy qua đó. Càng lại gần thì càng nghe tiếng kêu của bé cún to hơn, kèm theo tiếng ai đó quen lắm. Thả bé ra. Hai người làm cái gì đấy? Hai người quá đáng nó vừa vừa thôi. Mấy người bị điên à? Thả ra hả? Đừng có mầm mơ. Tụi tao chuẩn bị ghiền xả hết rồi. Cho bé Na của mày vô nồi thôi. Mày điên à? Tao ghét nhất ai ăn thịt chó. Ý, tôi cũng hổng có thích ăn thịt chó. Vậy giờ xử lý nó làm sao? Cứ giữ đó cho bỏ tức. Đem về nhà tao cho nó chơi với con bạch rê nhà tao. Định cho bạch rê nhà bà xé xác bé ra. Ừ bà đúng là vẫn là ác như chó vậy á Châu. Hay tao nhốt mày chung với nó luôn nhé. Bé bạch rê nhà tao hiền lắm, ngoan nữa. Thôi, tôi mắc chứng dị ứng với lông động vật, không có được đâu bà. Hai người xong chưa? Thả bé Na ra. Ơ, Mika, Châu, rồi cả Mạnh nữa. Mấy người đang làm gì vậy ta? Trên tay ông Mạnh không phải là bé Na hả ta? Ơ, sao lại cầm cổ bé vậy? Châu bỗng quét vào mặt Mika, rồi xô Mika ngã lăn ra. Tao không thả đó, mày làm gì tao? Tới lúc đó không còn suy nghĩ được nhiều nữa rồi. Tôi bung cặp, lấy đà rồi lao thẳng tới.
Mấy người làm gì người yêu tôi vậy? Người yêu? Mika? Rồi ông đó là ai? Người yêu của Mika à? Ca, ca, ca. Tôi giật mình bắn người, hoàng hồn giữa cái quán trà sữa. Mày bị gì đấy? Làm gì mà mặt cứ đờ ra, ngơ ngơ vậy? Mặt cứ như người yêu cũ có người yêu mới vậy. Ơ, thằng này nay nó có như thầy bói á nhờ. Cứ như là nó đọc được cái suy nghĩ của mình vậy. Có thiệt là thằng này nó khùng không ta? Tôi toát mồ hôi với câu nói của nó luôn á. Ê ê, đừng nói, tao nói đúng nha mày. Người yêu cũ có người yêu mới à? Chết chưa, tội nghiệp chàng trai là mấy chưa? Nhỏ nào vậy? Nhỏ hôm mình ngắm trong canteen đúng không? Tao nói rồi, như đương gì tầm này, độc thân mãi đỉnh nhá. Thấy tao có bao giờ buồn không? Xàm, tính tiền đi rồi về. Bài tập còn nhiều lắm, không rảnh mà ở đây nhảm với mày đâu. Về thì về, làm gì căng vậy anh chàng thất tình? Nước mới già đã đòi vẻ, chưa kịp uống gì hết. Thằng Sơn nó la làng lên bảo tính tiền. Chị ơi, tính tiền em ăn này. 2 ly trà sữa, 1 sô-cô-la, 1 thái xanh. À, 1 đi mang về nữa là 3 ly nha chị. Thế là trên suốt đường về nó cứ lảm nhảm bên tai tôi đủ chuyện, đủ loại đạo lý tình cảm. Làm sao mà một thằng ế lâu năm như nó lại có lắm đạo lý thế nhỉ? Thất tình mà uống lắm trà sữa thế không biết. Mà Bi có ở nhà không mày? Giờ tao chở mày về, có Bi ở nhà không? Ê, tao quay lại mua trà sữa cho Bi nữa mày ơi. Ly tao mua về là mua cho nó đó. Mày nghĩ tao ham ăn ham uống gì à? À ờ, vậy tao đỡ tiếc ly này rồi. Chỉ tiếc ly trong quán thôi. Lúc thằng Sơn đang còn lảm nhảm gì đó thì... Đúng rồi, đúng là Mika rồi. Cô ấy đang đi cùng người yêu mới của cổ. Không có gì phải buồn cả. Chia tay rồi mà, ai rồi cũng phải có người yêu mới thôi. Ông đó trông cũng có vẻ tốt, chắc cũng không sao đâu. Mika sẽ hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Lỡ với một người suốt ngày đa nghi rồi ghen tuông, không biết lo lắng, vô tâm, ích kỷ, lại còn... Sao mà mình nhiều mặt xấu chứ vậy không biết. Mình phải cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy mới phải chứ. Về thôi, không nên ngoảnh đầu lại. Không nên. Không được. Ê ê, sao đấy cu? Lúc này tôi đã không còn quan tâm gì đến lời thằng Sơn nói nữa rồi. Chính xác hơn là chẳng còn tâm trí quan tâm gì khác nữa. Phía sau tôi là Mika và đang đi cùng. Tiệm trà sữa này ngon lắm nè Mika. Ca có từng bảo là sẽ dắt Mika đi uống trà sữa ở đây á. Lúc đó thì tiệm vẫn còn đang xây. Thôi đừng có buồn nữa, mà suốt ngày chỉ có Ca thôi. Ước gì tôi cũng được một phần như ông Ca đó. Tào lao quá à. Mà sao này ông lại nói vậy với hai người kia? Nói vậy là sao Mika? Thì ông bảo là mấy người làm gì người yêu tôi vậy đó. Nói vậy rồi hai người đó hiểu lầm rồi đồn thổi tài la làm sao? À, tôi đâu có nói bà đâu. Ủa, chứ nói ai ông nội? Tôi nói với Na mà. Tôi cũng hay chăm với Na mà. Tôi coi nó như người yêu tôi ấy. Trời, vậy mà tôi tưởng nói tôi không á. Khùng. Sao có vẻ thất vọng vậy? Nếu như tôi nói Mika thì sao? Đùa thôi, làm gì mà ngạc nhiên như vậy. Water nước đi bà.
Chắc mèo đang ở trong rạp á, nghe bảo phim này kinh dị mà hay lắm á Mika. Tôi vẫn trạng thái thất thần trên suốt đường về nhà. Thằng Sơn thì vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm cái gì đó, chuyện liên quan tới Bi, người liên quân, người đập đá gì đó với em gái mình. Nghe tệ nạn và là Play Together đúng là một tựa game có thể khiến cho một người đang buồn, không có nơi tựa vào, mông lung trong cuộc sống, có được những giây phút bình yên bên kia cần câu ảo và một vài người bạn. Biến một người đang bi quan trở nên lạc quan và biết cách yêu cuộc sống hơn. Và cũng có thể biến một thằng khùng đã khùng ngày càng khùng hơn như thằng Sơn. À, không ấy mày mời tao qua nhà ăn cơm ca. Nhà tao chưa nấu cơm. Không sao, tao chờ được. Mẹ tao chưa nấu đồ ăn. Không sao, tao biết nấu. Nhà tao hết đồ ăn rồi. Tao với mày đi chợ. Ghé tiệm thuốc cưng giúp tao á. Làm gì mày? Tao mua thuốc cho mày á. Dại rồi. Thằng Sơn bắt đầu quéo người lại, mắt nhắm mắt mở, cười hớn ha hớn hở, cứ như mình cù lét nó vậy. Thằng này, tao dạy là dạy gái á, dạy em gái mày á, anh hai. Vừa ngân vang hai từ anh hai là mình nổi hết cả da gà. Vừa lắc người, vừa quay qua quay lại, cái xe cũng đảo theo. Mày điên à, lo chạy xe đi cái thằng này. Giờ làm gì con gì quan trọng bằng baby. Có thằng anh hai nó ngồi sau quan trọng hơn nè. Ê mày, sao đèn đường này toàn màu hồng thế nhở? Đậu xanh nấu chè, đường vàng khè nó nhìn ra đường màu hồng. Tôi cũng chịu nó luôn. Mà nó làm vậy là mình bỗng nhớ lại cái cảm giác lúc trước. Cảm giác khi mới yêu, mọi thứ đều thiệt là tốt đẹp. Tôi cũng như nó, chìm trong tình yêu và dường như là trong mắt tôi chẳng có gì ngoài màu hồng mộng mị của tình yêu. Sáng dậy nhớ Mika, quýnh răng nhớ Mika, ăn sáng nhớ Mika, nói hơi dơ tí chứ đi ẻ cũng nhớ vậy. Không, thiệt, ý tôi là khi đó tình yêu luôn chạy khắp các dây thần kinh của tôi. Dù tôi có làm gì thì cũng có hình bóng người đó trong đầu. Bây giờ cũng vậy, nhưng mà đã không còn vui như lúc đó nữa rồi. Tôi đang đắm chìm trong một mớ hồi ức đẹp, mắt rưng rưng, không phải bụi đâu. Thật sự là tôi sắp khóc mất rồi. Giữa bầu không khí đen lo-fi với ánh đèn đường, gió hiu hiu, đang chiêu, đang rất chiêu, rất chiêu. Rồi niệm rồi, xin tiễn biệt cũ rồi. Chà chà hai cái thằng đi nữa, chạy xe kêu chi rồi bé, đuối à. Tôi ngóc đầu dậy lên hoay đi tìm thằng Sơn. Tìm mãi không thấy, ông bác trước mặt thì cứ ngồi một cục la làng. Càng ngồi, thằng Sơn đồ ta. Chạy ra trời, nhanh vậy. Ca, tao dưới này, mày tìm gì thế? Trời ạ, à, làm sao mà nó có thể văng xuống hồ được hay vậy ta? Xe ba bánh mà nó bay cái như phim Hollywood á. Nhìn cảnh nó lọt xuống hồ, tôi cũng ráng nịnh cười. Chứ vừa tông người ta xong quay qua cười thằng bạn mình thì tôi lại vô duyên quá. Vội chạy qua đỡ ông bác dậy năn nỉ ổng. Dạ dạ dạ, con xin lỗi bác. Con lỡ, thằng bạn con nó lỡ chứ con không biết gì hết. Con xin lỗi bác nhiều. Rồi thằng bạn mới mô. Dạ bạn con với hồ á bác. Lối hành lý nó có nơi đấy nữa. À dạ 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 con quên á. Sau khi vớt đường khứa Sơn lên với lại cất xe qua một bên, ba bác cháu ngồi thở hổn hển bên đường. Dạ bác có sao không bác? Có cán chim không? Mà hai thằng bé chạy xe kiểu chi rồi ấy. Cái đoàn này có đến sáng tao chạy đến sáng rồi mà bấy bình hút cô được. Tài thật. Đèn xanh đèn đỏ. Ờ nhờ. Đoạn kia có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ ngã ba nhỏ mà ta. Chẳng lẽ thằng này nay nó dám vượt đèn đỏ? Mặt thằng Sơn còn ngơ ngơ. Nó vừa nói, cái mỏ nó vừa trào nước ra. Hồi nãy nó có làm vài ngụm nước với hồ hay gì á. Ê mày, vậy đèn hồng có được chạy không mày? Trời, Sahara lờ với nó luôn rồi. Xanh vàng đỏ, làm gì có màu hồng trời. Yêu cho cố vô nhìn đỏ ra hồng. Chịu quá. Sinh ra ca sao còn ráng nặng thêm thằng Sơn chứ gì trời. Dạ bác thông cảm. Thằng bạn con nó bị tình yêu che mờ mắt các bác. Nó nhìn cái đèn đỏ ra đèn màu hồng á, cứ thế nó lao đi. Bác có đau ở đâu mà? Dạ, dạ, bác có đau ở đâu không ạ? Thôi không can chim không. Bác có bị gì không không? Bữa sáu bấy chạy xe cho cẩn thận. Học sinh bấy giàu ní chạy xe khiếp đến. Hù, chóa trá rồi cũng tránh mua được. Thằng Sơn ríu rít xin lỗi. Ảnh tầm này có vẻ quýu thiệt rồi. Chả biết là xe có sao không nữa. Nãy té xong dựng xe rồi cất liền chưa kịp coi. Nói rồi ông bác lâm khom đứng dậy. Được vài bước thì ông khuỵ xuống. Thằng Sơn quấn quýt chạy lại hỏi. Dạ bác có sao không bác? Đau chân hả bác? Ê, chắc bác bị trèo cẳng. Này bổ chắc cái xe đeo cái cẳng. Dạ, để tụi con chở bác đi bệnh viện nha bác.
Thế là tôi với thằng Sơn, Sơn thì đều ông bác, tôi chạy xe của ông bác tèn tèn đi qua bệnh viện cho ông bác khám cái chân. Bác mà có chuyện gì thì khổ tôi với nó nữa. Vô bệnh viện, bác sĩ ra khám các kiểu rồi bảo là chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, về bóp thuốc một hai hôm là khỏi. Tôi với thằng Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà giờ ông bác có vẻ đau không có tự chạy về được. Tôi với nó đành xin đưa bác về. Bác ơi, hôm ấy bác chỉ nhà cho tụi con đi, tụi con đưa bác về. Dạ, dạ, đúng rồi bác, để tụi con đưa bác về nha. Thôi thôi được rồi, bác có con gậy thì bác coi con gậy đã anh chờ về. Dạ thôi bác, vậy thì phiền con gái bác quá. Sẵn đường tụi con đưa bác về luôn bác, chuột lỗi nữa bác. Lời lâm kỳ chi hay, rút kinh nghiệm về sáu là được rồi. Bác không chơi con nghèo nên xe con đèo, tối rồi mắc công con gái bác nữa, cho tụi con lấy công chuộc tội đi bác. Thấy tôi với thằng Sơn năn nỉ dữ quá, ông bác cười nhẹ rồi cũng gật đầu, không quên dặn tụi tôi. Đeo bác về từ từ hay, ngồi xe cái thằng này xin gửi mới hài được. Dạ, dạ bác cứ yên tâm. Thế là ba bác cháu tành tành về nhà. Theo như bác chỉ thì nhà bác cũng khá là tiện đường với nhà tôi, cách hai con hẻm thì phải. Ba bác cháu vừa đi vừa tán dóc, bác cứ luôn miệng khoe là có cô con gái xinh đẹp mà còn học giỏi, chạc tuổi tụi tôi. Rồi khoe trước có cậu bạn trai vui tính lắm mà lúc đó bác đi công tác chưa được gặp cậu đó. Tới lúc bác ấy đi công tác về thì hai đứa lục đục đứt dây đèn mất tiêu. Nghe bác nói mà mình cũng chạnh lòng, mình cũng vừa chia tay được hơn có nửa năm, biết bao nhiêu kỷ niệm là ùa về. Ngồi con xe cóc két của ông bác băng qua mấy con ngõ nhỏ, tự nhiên có cảm giác chiêu chiêu vừa nãy lại xuất hiện. Mà sao đường này quen quá ta. Ây da, đường này giống đường về nhà Mika quá nè. Chắc bác ở đâu đó gần nhà Mika rồi. Chiêu quá, bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Không nghĩ là bác lại ở cùng khu nhà với Mika luôn á. Tới ngõ này mới hết hồn, đúng là ngõ này rồi nè. Nhớ ngày nào còn tành tành lại bộ về chung đường, tôi khựng lại ở đầu đường. Tôi chẳng biết sao tôi không dám tiếp tục đi vào trong đó nữa. Tôi sợ vào rồi lại đi ngang nhà Mika. Càng nhiều cảm xúc ùa tới, tôi sợ tôi không còn ngăn nổi những dòng cảm xúc đó tuôn ra qua đường mắt. Sao đấy, không đưa bác vào theo tao à? Không ấy mày chở bác vô nhà đi, tao đứng ngoài này chờ được không? Ờ, thế mà bảo đưa bác đến tận nhà. Thôi tự đoàn đi được rồi, để thằng Sơn đưa bác vô. Cảm ơn con nha cả, bữa mốt rảnh quá nha bác chơi. Cái lô đi đi vô đoàn nữa là tới rồi. Dạ bác, con xin lỗi bác. Bác về mạnh khỏe ạ. Cái thằng nữa có đứa mà ngoan đái rồi. Xời, nói gì nữa bác, quan hiền nhất trường con đó bác. Mỗi tội mới thất tình bác ạ. Nói rồi thằng Sơn tiếp tục chở ông bác vô con ngõ quen thuộc. Quen thuộc đối với tôi mà vào thêm tí nữa chắc tôi khóc mất. Thế là tôi đứng chờ ở đầu ngõ, không khí cũng dần se lạnh. Tối nay chắc mưa hay gì á. Uầy, đã buồn rồi trời còn đổ cơn mưa nữa chứ. Thôi chứ khỏi bàn luôn, tới công chuyện luôn. Mà sao thằng nãy vô lâu dữ ta, chưa thấy ra ta. Vô tám chuyện với ông chú hay gì á, tự nhiên có tiếng ai đó quen quen giọng từ xa tới. Này phim hay quá bà ha. Uầy, chồng tôi một mình cân như một bầy yêu quái luôn á. Ghê quá bà ơi, tôi thích ăn mực mà bà dắt tôi đi coi cái phim, tôi muốn từ bỏ đam mê với mấy con mực của tôi luôn á. Nhưng mà phim hay mà bà, mấy con đó nhìn giống mấy con sao biển hơn chứ mực gì. Nhát quá à, coi vậy mới đã chứ. Đúng là phim hay thật nhưng mà kinh quá à. Lỡ ngoài đời mà có mấy con đó sao ta. Khùng quá bà, sao mà có được. Có thì chồng tôi xuất hiện giải cứu liền chứ bà lo gì. Tào lao, mê trai quá bà già. Mà khi nào phim đó có tập tiếp vậy bà? Nghe bảo phần 2 21 tháng 4 này có tiếp á. Tới đó đi coi tiếp ha. Ok bà. Ủa mà ông Miri với bà sao rồi? Nãy đi coi phim thấy ông quan tâm bà quá chừng á. À thì cũng bình thường. Tôi núp trong bụi, nghe được tới đoạn này thì hai bà đó đi xa quá hết nghe được nữa. Mika với mèo chắc mới đi coi phim về, nghe bàn tán có vẻ vui. Mika vui, tôi cũng vui theo. Chắc mọi người hiểu được cảm giác đó mà đúng không? Hên là tôi núp, chứ nếu mà chạm mặt tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi cứ thế đứng nhìn bóng dáng hai người đó dần đi xa, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Rồi bù lại, xuất hiện khứa Sơn sao chổi của tôi lù lù đi lên. Đúng là thằng sao chổi, cứ tụm lại với nó là lại su cà na. Sao rồi? Đưa chú về nhà sao rồi? Nhà chú to lắm ca, to thật to. Bin, vào chú cho nhiều bánh kẹo lắm ca, và cả nước ngọt nữa.
rồi bánh, nước ngọt đâu? Hết rồi còn đâu, hồi nãy tao la xuống hồ tốn nhiều mana quá, phải làm thôi. Thằng ham ăn. Thế là hai thằng lại lang thang trên đường về nhà. Pha này về lại ăn chuỗi. Biết bao lâu rồi mình mới lại đi về nhà trễ. Nay đúng là ngày của nhiều cái cũ ùa tới mà. Đang đi thằng Sơn bỗng quay qua hỏi tôi. Ê ca, lại tao gặp ai mày biết không ca? Tao biết rồi, khỏi kể. Ủa, mày biết luôn à? Thế thôi. Đi một đoạn nữa, nó lại quay qua hỏi tiếp. Ê ca, mày có quên gì không ca? Quên gì? Xe của ông bác đó này, mày chạy về luôn à? Ờ ha, quên á. Chết cha giờ sao mày? Tôi thì chạy về đem sửa luôn đi. Hôm nào rảnh mang qua trả. Người quen cả mà, có sao đâu. Ờ, đành vậy. Tôi và thằng Sơn quyết định là sẽ giữ xe ông bác để sửa rồi trả luôn. Mà chắc tôi sửa rồi cũng nhờ thằng Sơn đem qua trả, chứ tôi cũng không có đủ can đảm để lại tiếp tục đi vô con đường này một lần nào nữa. Tôi không phải là không muốn, chỉ là sợ nước mắt tôi lại tuôn ra thôi. Tôi không dễ dàng gì để nén nó bấy lâu nay. Trời, ai tông bác? Để con kiếm nó con xử đẹp nó cho. Hai thằng này chắc cũng bằng tuổi bấy. Mà hắn lừa thì không cán chứ không? Hắn cũng mua thuốc về đem xe bác đi sửa thôi. Tôi không cán chứ không con? Chạc tuổi tụi con á. Đẹp trai không bác? Đẹp trai mà tông ba tôi đó phải già mới dai ạ. Ờ ha, tôi quên. Mà rắn bá giảm đứa xé cho ngươi hái ngươi nở rửa. Biệt hái ngươi nở là ái ở mố. Lừa người ta lấy xé bá đi luôn rắn. Bá có hỏi địa chỉ nhai là thông tin liên lạc chỉ để lấy lại xé không? Cái gì? Tông người ta? Trời ơi là trời, con với cái. Rồi người ta có sao không? Hai thằng bay chạy đua hả? Bốc đầu hả? Racing boy đồ hả? Tao biết ngay mà, học sinh giờ toàn báo thủ. Toàn là chạy xe một bánh thôi. Hèn chi nay ở nhà mắt tao cứ giật. Tao nghi rồi. Báo từ thằng anh tới con em. Nay cái ngày gì vậy không biết nữa. Gì nữa mẹ? Anh hai tâm người ta liên quan gì tới con nữa? Con xin lỗi bạn rồi mà. Tao đập vô mặt mày cái xong tao xin lỗi mày nhá. Sau này á, mày có con này mày hiểu cái cảnh nó nhục cỡ nào. Con người ta thì được mời lên để tặng học bổng, thông báo kết quả tốt, rồi điểm cao này nọ. Con cái nhà này toàn lên họp để nghe mắng dốm không. Tao giấu ba sen của tụi bay chứ ổng mà biết là ổng bay về liền á. Mẹ này cứ làm quá lên không à. Cái ông bác đó không sao chứ bị trật chân thôi à. Con với thằng Sơn chở bác về rồi. Ủa rồi xe đó xe của bác mà hai tông hả hai? Ừ, xe của bác đó. Chưa kịp hỏi tên nữa. Mẹ mẹ, hổng con coi trên TikTok có mấy vụ tông người ta. Sao mấy xe người ta bỏ chạy mẹ? Con nghi anh hai lắm á. Mày bị khùng hả nhỏ kia? Còn đổ thêm dầu vô lửa nữa. Trà sữa của mày nè. Ít trà sữa. Mẹ ơi, không sao đâu. Đó là con coi trên TikTok. Chuyện hai nhà mình ngoan lắm á. Con nghe nói ảnh càng top 1 trong trường thầy cô khen quá trời. Nhỏ bác phải này. Lên phòng học bài đi. Tao không lo cho việc học hành của anh hai mày bằng mày đâu. Lêu lêu, cái đồ ba phải bị chửi. Lêu lêu, người ta nghe chửi xong rồi. Cái đồ giờ vẫn còn bị chửi. Bê. Còn thằng Ke nữa. Sao tông người ta rồi còn đem xe người ta về? Dạ, con đem về sửa cho bác đó rồi mới đem trả nè mà. Tắm rửa ăn cơm rồi lên phòng đi. Nhức cái đầu với hai đứa con. Có hai đứa còn vậy, chục đứa chắc tao trốn luôn quá. Không biết mẹ xin thêm cho con đứa em trai đi mẹ, con muốn có em. Học bài đi, tao đang giỡn mặt với mày hả Bi? Mỗi bước sang tức sức càng bên nhau. Đêm về mình cùng hòa mình vào trăng sao, yeah, yeah. Chẳng dám hứa dám nói chuyện tương lai, nhưng lòng này thề ngoài nàng chẳng thêm ai, yeah, yeah. Cùng bật beat real rip vài bài ca dám ba câu. Khi đôi tay bên nhau mong thời gian chưa qua lâu. Làm vài món thích nhất rồi cùng chiều qua đêm thâu. Hai bàn tay đang xây nhau một chuyện tình dài và đậm sâu. Anh đang định viết nhạc buồn, gặp em lại hóa thành tình ca. Tính đưa vào những phiền muộn, em xuất hiện muộn phiền tan ra. Em là động lực duy nhất khiến anh háo hức vào mỗi giờ học nè. Mơ lên phường cùng nhau rồi mình dắt nhau về nhà. Mình cùng thức đúng giờ, bật bài nhạc và cùng ăn sáng. Cùng uống tách trà, we will start one night day. Nhìn vào mắt chút mà, lòng bồi hồi ngập tràn đời sao xuyên. Ngựa đâu mà sao thấy cưng vậy trời, làm anh trong mong tháng năm rạng ngời. Hí, crush, chờ tôi với coi. Tập bút, đăng ký kênh đi rồi coi. Thế là ăn một trận chửi no nê rồi mới được lên phòng.
một ngày dài, dằn dặn. Lại thêm một đêm nữa, đầu tôi toàn những cái suy nghĩ vẩn vơ. Vậy là từ nay mình sẽ không còn cần phải lo lắng gì về Mika nữa rồi. Cô ấy đã có người quan tâm và lo lắng rồi. Có người thay mình rồi. Mình nên vui hay nên buồn đây ta? Bỗng có hai giọng nói vang vọng bên tai tôi. Có gì đâu mà buồn. Lạc quan lên bạn tôi ơi. Người ta có người khác bên cạnh rồi. Người đó cũng tốt thì mình phải mừng cho người ta mới đúng chứ. Sao lại buồn? Có gì đâu mà buồn. Vui lên đi, đừng có buồn nữa. Cũng đúng. Cái câu an ủi vô ích nhất cho một người đang buồn là kêu người ta vui lên. Bạn Hiền ơi, dài quá à. Yêu người ta thì phải giành giật bằng mọi thủ đoạn chứ. Tìm cách phá thằng kia, hại thằng kia chứ sao để nó chiếm tình yêu của mình vậy? Nhưng mà người ta có người yêu rồi mà. Có người yêu thì đập chậu cướp hoa, một chọi một, huống hồ gì chỉ là tình yêu mới chớm. Sao bằng bạn Hiền của tôi yêu nhau với người ta biết bao lâu rồi được. Dùng thủ đoạn để hại thằng đó, làm nó lòi cái tật xấu nó ra, rồi xen vô, thừa nước đục thả câu thôi. Trời ơi. Này lại có lý. Nè, cái thằng kia, có thôi đi không? Đừng có dụ người ta sa ngã. Tình yêu phải được xuất phát từ hai phía với sự tự nguyện. Vậy thì làm gì đó cho con nhỏ khi nó tự nguyện về bên mình đi. Chứ mắc gì nhường, nhu nhược, giành giật đi. Biết đâu nhỏ nó cũng đang chờ mình sao. Rồi hai đứa bay có tính để cho tao ngủ không vậy? Thế là tôi bỏ mặc những lời nói bên tai rồi chìm vào giấc ngủ. Hy vọng một ngày mai sẽ khác, sẽ quên đi hết. Chào con là một cậu thanh niên tốt. Ta sẽ cho con hai viên thuốc để lựa chọn, một đỏ và một xanh. Dạ, ông Tiên có thật hả? Cái viên màu đỏ này có cái công dụng gì vậy? Viên màu đỏ sẽ giúp con ngủ ngon hơn, nhưng mà bù lại ngày mai con sẽ dậy trễ và đi học trễ tiếp. Vậy còn người yêu con sao ạ? Ý con là người yêu cũ á. Người yêu cũ của con sẽ vẫn yêu thằng khác nếu như con lựa chọn viên màu đỏ này. Dạ, vậy còn viên màu xanh? Màu xanh thì ngược lại đúng không ạ? Công dụng là gì? Cũng y chang vậy, nhưng mà màu xanh. Ca, dậy đi học này. Lại tiếng chuông quen thuộc, lại trễ lần hai. Ủa, nãy trong mơ có uống thuốc đâu ta? Sao dạo này mình hay đi học trễ thế nhờ? Thằng Sơn nó qua nó chờ rồi lên tới phòng nó kêu mình dậy luôn. Này chuông báo thức cỡ đó mà mình còn không dậy mới ghê chứ. Mà mẹ đâu rồi ta? Sao không kêu mình ta? Bình thường báo thức mà mình chưa dậy là mẹ sẽ lên kêu mình dậy. Lật đật thay đồ còn đi học. Hên thằng Sơn nó lên nó kêu chứ hôm nay lại niệm mày. Trễ mấy phút thôi chắc không sao. Tan học, tôi cùng thằng Sơn ra canteen kiếm gì đó bỏ bụng. Thằng Sơn thì nó lăng xăng với lại cái quầy nước. Nay nó mua nước cho ai nhờ? Bình thường nó tàn hốc một khay đồ ăn xong vô tàn uống ké của mình. Nay làm chảy nước to thật to còn lưỡi thủi đi vô như là sợ mình giành uống của nó vậy. Mua nước xong nó bỏ vô trước, chẳng nói câu nào. Tôi cũng chẳng có tâm trí để mà hỏi han nó. Kệ nó, kiếm gì bỏ bụng mà vô học. Đầu tôi vẫn còn cái giấc mơ tối qua. Đang chờ lấy đồ ăn thì... Hello ca. Ông vẫn sở thích cũ hả? Mika chủ động nói chuyện với tôi. Vẫn là cái ánh mắt hồn nhiên đó. Nụ cười nhẹ nhàng đó. Tôi vẫn bị hút hồn vào ánh mắt đó như tôi đã từng bị trước đó. Ạc cuốn đứng hình mất 5 giây. 5 giây sau hoàn hồn thì chợt nhớ ra là cô ấy đã có tình yêu mới. Tôi vội vàng chụp ly trà sữa rồi im lặng quay lưng bỏ đi. Mặc cho cô ấy ngây người ra dòm theo tôi với ánh mắt ngây ngô.
Một phần nào đó là vì sự ích kỷ trong tôi khi mà thấy cô ấy hạnh phúc bên tình yêu mới của mình. Một phần khác thì cảm thấy hổ thẹn vì bộ dạng hiện tại của tôi. Tôi không biết cái sự thay đổi này là đúng hay sai nữa. Đi lang thang trên đường về nhà thì gặp thằng Sơn. Nhưng mà nãy nó không đi một mình, nó đang chở ai nhờ? Mưa gió này mà hai đứa chạy bương bương trên đường không thèm mang áo mưa luôn. Uầy, nón bảo hiểm cũng không có à, treo chứ không đội à. Sáng nay thì nó chở tôi đi học, nhưng mà nó lại kêu tôi có gian ai về đi chứ nhà nó có việc bận. Tôi cũng gật gật đầu cho qua chuyện mà tôi quên mất là nó có bao giờ làm việc nhà đâu mà có việc nhà. Suốt ngày chơi net, xong rồi ôm điện thoại chơi Play Together. Mà tôi thì có như ngày xưa đâu mà có bạn, có mỗi nó. Tôi giờ chỉ khác mấy thằng một sách. Khác là tôi mang kính cho đẹp thay vì kính cận. Nó cứ thế mà mất hút. Đành tàn tàn về nhà một mình, đi bộ chiêu chiêu với cây dù. Bài nhạc quen thuộc. Vẫn là anh vẫn khung giờ cũ với những điểm hẹn ta cần bên nhau. Vẫn là con tim không nghe lời chủ, cứ nhớ rồi lại thêm đau. Không ngoại lệ, anh cũng chỉ vô tình gặp em rồi vội thương. Trên đường về, anh chỉ mong ngày mai ta không mở ngừa mỗi hướng. Ngày em ngồi vào xe là ngày mưa rơi tầm tã. Tay có dù nhưng anh không che vì không còn ai cần cả. Tim không nghe lời chủ nhân, nguyện vì em mà già. Cõi cứ gọi anh là thằng ngu văn vì anh yêu em không tả nổi. Anh muốn cùng em ngắm bình minh thức giấc đón nắng và sớm mai. Bông hoa tình cả lời búi tóc cũng như kỷ niệm đã chớm phai. Em giờ đây liệu còn nhớ hay đã quên cùng ai rồi? Chỉ còn anh cùng hoài niệm về một mối tình dần phai phôi. Anh vẫn sẽ chờ, chờ ngày em về tay trong tay cùng làm thơ tự. Về tới nhà thì thấy thằng Sơn đang đứng trước cửa nhà cùng với Bi. Ê, hai cái đứa kia, nhà tao chứ không phải công viên nhá. Ừ anh hai, tụi em có làm gì đâu, em tháo lón cho Bi thôi mà. Anh hai cái đầu mày, thì ra là mày bỏ tao đi bộ để chở em gái tao về. Tại nay mẹ bận không rước em về được chứ bộ. Ủa chứ bình thường mày mà về trễ là có nhỏ Mai chở mày về mà, giờ nó đâu? Nay nó cũng bận luôn, em gọi mẹ mà mẹ bận, em mới phải nhờ anh Sơn sao kim của em chứ bộ. Cái gì, nói gì nhỏ quá tao nghe không rõ, anh là gì của ai? Tao giờ tao mát mẹ nghe. Ấy, đừng thế, mai ăn trưa tao bao nhá. Ba bữa, một bữa một cái burger bò, to thiệt to với ly cam ép. Dạ rồi, burger bò to với cam ép, vô nhà im lặng đi. Bị vô nhà mày, đứng đây chi? Dạ. Mẹ con đi học mới về. Ủa, hai anh em đi bộ về chung hả? Dạ con đi bộ, còn nó có người chở về mà. Nhờ Mai chở về hả Bi? Dạ, nay con sợ mẹ bận nên nhờ Mai chở về luôn á. À mày nhá, hai biết rồi nhá. Lừa cha dối mẹ lên xe trai chở về nha, chết nha. Anh hai này kìa em. Gì đấy, lừa dối gì đấy? Bi nó chạy một mạch lên phòng, tôi vừa dí theo, vừa nói với mẹ. Không có gì mẹ ơi, không có gì, Bi đứng lại đó. Không có mua chuột tao mà tao mét mẹ đó. Thôi, anh Sơn hứa bao hai rồi còn gì. Đó là thằng Sơn khác, mày khác. Ngày nào cũng phải mua trà sữa về cho hai nghe chứ. Không á, ba ngày thôi chứ ngày nào tiền đâu mà mua. Anh hai gì mà cơ hội quá à. Hai anh em nhà này lại bao che nhau vụ gì nữa đây không biết đó. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, tôi đã nhận được một cuộc gọi của thằng Sơn. Nay nó gọi tôi còn sớm hơn cả cái báo thức của tôi nữa. Alo ca, nay mày tự đi học nhé, tao không chở mày đi học được. Ơ, sao đây? Trước mày đòi chở tao mà. Thôi từ nay tự đi đi, đến lớp gặp, thôi nhá. Ok, alo. Cái thằng này, rồi mình lấy cái gì đi học đi trời. Thiệt tình chứ. Mới đây còn qua bảo để chở mình đi tới hết năm. Cứ tưởng có thằng bạn tốt, ai về. Thôi thì mình đành lấy con mô tô của mình đi vậy. Nào giờ cũng mới bị công an nhắc có 2-3 lần rồi, chắc không sao đâu. Nhắc thì mình lại xin, chắc cũng không sao. Anh công an ở đây mình cũng quen. Thế là tôi lại ngắm nghía con mô tô quen thuộc một lát rồi vác ra đường. Vừa ra tới cửa thì thấy anh Sơn chạy lại. Ủa, đổi ý rồi à? Thế thôi để tôi vô tao cất xe.
Thằng Sơn nó nhìn tôi lắc lắc cái đầu và không nói câu nào. Tôi vừa quay vô nhà thì Bi chạy ra. Bi anh, nón của em đâu? Đây, nón của Bi nè. Dạ, anh chưa đào ghê, anh gạt gấp chân cho em đi. Em ngồi thùng xe mà gạt gấp chân lên chi em? Có gì em gạt lên chân anh này. Dạ. Ê, gọi tao sao? Lỡ công an bắt tao sao? Bắt thì mày gọi cho tao. Gọi mày mày xin hả? Mày quen công an hả? Không, gọi tao. Để tao xin cô cho mày đi trễ. Để mày có thời gian lội bộ tới trường. Đẹp. Bạn bè như cái bạn bà. Thế mà dám bảo là bạn tốt. Đúng là có tình yêu vô là mù con mắt. Còn chưa trả xe cho ông chú kia nữa giờ chẳng biết sao. Giờ sao mà để lấy xe để trả ổng giờ ta? Có mình à. Thôi kệ, cũng lâu rồi không có cảm giác yên bình một mình. Nay cũng còn sớm, chạy tàn tàn cũng tới trường. Lại chiêu chiêu, đoạn đường nhà tôi qua khu hometown, xong rồi lại qua khu thành phố, khá là yên bình. Chỉ có tiếng nước của con kênh kế bên nhà. Xong rồi qua thành phố thì thỉnh thoảng có tiếng bóp còi, tiếng đùa giỡn của mỗi buổi sáng, tiếng bà bán bánh mì với thằng con trai của bà đang rau. Con trai bà bán bánh mì. Tiếng gió thổi hiu hiu và... Ủa? Tiếng còi cảnh sát giao thông? Rồi xong, tới công chuyện nữa rồi. Chào em. Dạ em chào anh, có gì không ạ? Em, cho anh kiểm tra giấy tờ xe. Em vi phạm lỗi, không đội mũ bảo hiểm và nghi ngờ em điều khiển xe quá 100 phân khối khi em chưa đủ tuổi. Biết ngay mà, anh cảnh sát này lại lạ hoắc nữa chứ. Kỳ này toan tôi rồi. Sao đây ta? Thử năn nỉ coi sao. Dạ anh ơi, thông cảm cho em chứ. Em quên cái nón, với lại em đang đi học sao trễ, cho nên em mượn xe của ba em đi đỡ. Anh thông cảm bỏ qua cho em, em đang trễ học quá anh. Em, cho anh xin số cô chủ nhiệm em đi. Anh xin em đi học trễ để giải quyết vấn đề. Trời, anh này bạn thằng Sơn hả? Nãy nó cũng nói y chang vậy. Dạ, giấy tờ em để nhà rồi ạ. Em thông cảm, em chưa đủ tuổi mà lấy xe quá 100 phân khối, cộng với việc không đội nón bảo hiểm và không có giấy tờ xe, nên anh đành phải lập biên bản và giam xe em. Đen thôi, đỏ là red. Sáng sớm mở mắt ra, chưa ăn gì đã ăn cơm chó. Chạy được mấy mét thì công an bắt. Giờ về nhà thì mẹ chửi. Đi học thì đi bộ biết tới khi nào mới tới trường. Tới trường trễ thì bị phạt. Trời ơi, cái ngày gì vậy trời. Tôi la làng trong tuyệt vọng trên đường đi. Ai đó chở tôi đi học với. Lên xe tôi chở đi học nè. Ready, listen. Baby too, you're not the first, but you make me crazy. People call it having crush. Yeah, yeah, having crush. Em là khi mà bao lâu nay lâu anh luôn sớt. Vậy là nếu hôm đó mà ông không bị công an bắt xe thì chắc giờ ông vẫn hiểu lầm là tôi có người yêu mới hả? Thì tại nhiều cái trùng hợp quá. Nhất là vụ bé Na. Bé Na? Ủa? Ông cũng biết bé Na hả? Thì tôi cũng hay ra chăm bé Na mà. Ủa? Vậy ông là người chăm bé Na chung với tôi? Đúng rồi, 3 năm 7. Trời, trùng hợp dữ vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng là bà cô nào đó chứ. Thì ra là hiểu lầm. Chuyện năm đó tôi cứ tưởng tôi chăm bé Na chung với ông nào đó cao to đen hôi. Hóa ra là người yêu cũ của mình à. Cứ thế tôi với Mika cứ đi dọc cái đoạn đường cũ ở trên hometown. Đoạn mà ngày trước tôi với Mika cũng từng đi dạo cùng nhau. Giờ cũng không có gì đổi khác. Tới quán cà phê mà mình hay uống nè ca. Ông có muốn vô ngồi tí không? Mà nãy tôi với bà mới uống cà phê còn gì? Thì giờ vô ngồi chơi tí, cũng còn sớm mà. Nói rồi Mika nắm tay tôi dắt tôi vô hàng ghế trước tôi với Mika từng vào. Cũng cảnh y chang vậy, cũng là Mika nắm tay tôi vào. Vẫn là nụ cười xinh xắn ấy. Ôi sao con tim tôi lại đập loạn nhịp nữa rồi. Thank you.
như in cái ngày này. Lần đầu tiên trong đời tôi có người tỏ tình mà xé như ông luôn á. Tự nhiên kể chi cho tôi quê vậy trời. Vậy ông thì sao? Sau khi chia tay tôi, ông có say nắng ai không? Tôi... Ông lao đầu vào học chứ gì? Rồi về nhà xin chuyển nhà. Cũng chẳng có bạn bè gì. Hình của tôi thì ông vẫn giữ trong phòng. Qua tới nhà mới ông không cho ai đụng vào đúng không? Ủa? Sao bà biết? Chị dâu nè. Ủa, Bi hả em? Dạ chào chị, chị nhớ em hả? Nhớ chứ, em gái của Ca nè. Nên em cũng học trường này hả? Dạ em mới lên lớp 10 nè. Em học mới một đó chị, của thầy Hạ chủ nhiệm. À à, lên lớp 10 cái nhìn xinh hẳn ha. Sao mà bằng chị dâu của em được? Dạ chị Hoài, chị quen hai em. Hai người chia tay rồi đúng không? Em biết mà. Má, anh hai em ổng luyện chị dữ lắm. Trời ơi, hôm nhà mưa về nặng nặng đòi chuyển nhà chuyển giường. Mẹ em la lắm mới chỉ chuyển nhà thôi đó. Tại gần nhà chị nên mới chuyển đi xa hơn cho ổng đỡ buồn. Chưa hết đâu chị, hình chị treo đầy phòng luôn. Vô phòng ổng tưởng đâu chị là idol Hàn Quốc hồng á. Y chang mấy đứa Sky treo hình xếp. Ủa, vậy hả? Chị tưởng ổng ghét chị lắm. Không có đâu chị, ổng theo dõi chị á. Mà cũng do hậu chia tay như hậu Covid á. Ổng tự cách ly không thèm chơi với ai luôn. Thành mọt sắt luôn. Suốt ngày ở nhà học bài thôi. Ổng bảo học cho đỡ buồn chứ không biết làm gì. Dụ lắm ổng mới vô play together chơi á. Thì ra là vậy. Cái đồ khờ này, nhìn khóc dễ thương ghê. Tiệm trà sữa này ngon lắm nè Mika. Hello ca, ông vẫn sở thích cũ hả? Coi kìa trời, khoái mà giả bộ nữa. Mặt đỏ chét rồi. Rõ ràng là vẫn thích món cũ. Trước ổng có thích món đó đâu. Sau này mình dụ cái ổng bắt trước. Rồi còn nói ngày nào còn yêu mình là còn ăn món này. Giả bộ cứng rắn đồ. Tôi coi ông còn giả vờ được bao lâu. Ca, sao ông cứ đi xe đó hoài vậy? Không sợ con ăn bắt à? Sợ chứ. Trước có thằng Sơn chở mà nay nó theo em gái tôi, cái nó bỏ rơi tôi luôn. Vậy ngày mai tính làm sao? Ngày mai có xe đi học chưa? Tuổi ông nhiều vậy là ông khó mà chuộc xe ra đó nha. Mà có chuộc ra được, ông cũng không dám lấy xe đi học nữa đâu ha. Sao mà dám? Mai tôi nhờ bạn chở đi. Cảm ơn bà cho tôi đi nhờ hôm nay nha. Bạn nào? Ngoài Sơn ra ông làm gì có bạn nào nữa. Tính khó ưa như ông ai mà thèm chơi. Tôi bất ngờ sao mà Mika nó đúng tâm lý mình vậy không biết. Nhưng mà cũng ráng cương cổ lên cãi cho bằng được. Sao lại không? Tôi nhiều bạn lắm. Ai? Tuấn đi du học rồi. Ông có bạn nào kể tôi nghe? Ờ thì kể tôi đi. Mai tôi tự lo được. Tôi là ca mà. Ông có muốn đi học chung với tôi không? Tôi cho đi ké, lấy con vài ly trà sữa mỗi tuần thôi. Tôi bỗng sững người, bất chợt toát mồ hôi mà cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Tự nhiên bà kén qua cái gờ giảm tóc làm tôi chúi nhủi phải ôm eo bà. Đã sượng lại còn thêm sượng à. Bà thì cứ như không có gì xảy ra rồi còn hỏi bồi thêm nữa. Sao? Có chịu không để con biết đường nè. Thì được. Nhưng mà người yêu bà ghen thì sao? Người yêu á? Người yêu nào? Thì cái ông người yêu bà đó. Cái ông gì mà đẹp trai ngầu ngầu đó. Tóc trắng đó.
ông Miri á, đồ khờ này có đi không? Thì đi. Đồ ngốc này, tay run lắm rồi mà cứ còn cứng họng. Dù là biết không được nhưng mà tôi vẫn đồng ý. Chẳng biết sao tôi lại chấp nhận nữa. Nghe bà cười tủm tỉm rồi nói có gì đó thì thầm, chắc là chê mình khùng. Kệ, mình cũng muốn được cùng Mika đi học mà. Đi cùng xe thôi chắc không sao đâu, chắc người yêu mới của bà cũng không có ghen đâu. Tới cổng trường, Mika chuẩn bị đi cất xe thì tự nhiên ai nhập cho tôi, rồi tôi quay sang tôi hỏi. Cảm ơn bà. Không có gì đâu, tôi cất xe ông vào lớp trước đi. Chiều mai rảnh không Mika? Chiều mai hả? Tôi cũng không có tiết, sao vậy? Quán cà phê khi mà trước đang xây xong rồi đó. Trà sữa không? Trà sữa? Trà sữa, không có gì đâu. Tôi trả công cho bà chở tôi đi học thôi. Được rồi, chiều mai hẹn ở cà phê đó. Tôi... Sao nữa ông già? Tôi không có xe, qua chở tôi đi. À, tôi biết rồi. Vô lớp đi để muộn học. Tôi cách xe rồi vô sau. Bất chiến tự nhiên thành. Mà mình vậy có quá đáng không ta? Tự nhiên đi rủ người yêu người ta đi cà phê. Chắc không sao đâu, trả công đưa rước đi học thôi mà. Chứ mình làm gì có xe. Tôi vô học đã. Tự nhiên lòng nôn nao tới ngày mai quá. Cuối cùng cũng tới ngày này. Một ngày mà tôi cứ có cảm giác như là một năm á. Lựa bộ đồ thiệt đẹp. Bộ nào giờ ta? Này giống lần đầu hẹn hò với Mika quá ta. Hào hứng ghê. Rồi giờ mấy giờ rồi? Còn 2 tiếng nữa. Ui, còn sớm chán. Không sao, kịp. Có nên mất cúp không ta? Giảm phấn sương sương cái kiểu. Hay là qua phòng bi mượn miếng phấn nha. Khùng quá, mình con trai mà. Không cần đâu, xịt miếng nước hoa thôi. Vừa chuẩn bị xong tàn tàn ra thì gặp Bi. Ủa anh hai, tính đi đâu mà điệu vậy? Trời ơi, thơm phức. Hẹn hò với ai hả? Có người chịu hẹn hò với hai luôn hả trời? Nước hoa của ai mà xịt nồng dữ vậy? Mùa này mùa nước hoa của ba nè, chứ hai làm gì có nước hoa, đúng không? Mét ba sang hai xịt hết chai nước hoa của ba để đi chơi với gái. Bi nó liên thiên quá mà tôi cũng quên mất là nó cũng đang mặc đồ để chuẩn bị đi đâu đó. Chưa kịp hỏi gì thì nó phóng ra cửa. Chắc đi chơi thằng Sơn nữa mà. Kệ đi, không quan tâm. Lại hí hửng, nhìn đồng hồ. Uầy, tới giờ rồi. Mika gọi điện luôn nè. Alo, chờ tí tôi ra liền Mika ơi. Khoan đã Ca ơi, tôi xin lỗi. Nay tôi có việc không đi cùng ông được. Xin lỗi ông nhiều nha. Tôi lặng một lúc rồi cất điện thoại. Có chút hụt hẫng. Tự trấn an lòng. Chắc người ta bận việc nhà gì đó thôi. Thôi dịp khác. Sáng mai Mika lại sang chở mình đi học mà. Không sao đâu. Thôi lên phòng chơi game một lát vậy. Có sao đâu. Không được hôm này thì hôm khác. Tự nhủ lòng như vậy thôi chứ cũng buồn lắm. Có một thoáng suy nghĩ. Có khi nào là Mika hẹn hò với người yêu bà không? Rồi lại suy nghĩ. Mà đúng mà. Mình chỉ là người đi nhờ. Người ta có người yêu rồi mà. Đương nhiên là không có sự ưu tiên rồi. Thôi kệ, nằm lướt Facebook, TikTok xíu rồi học bài. Cũng nhiều bài mà. Không có đi chơi thì ở nhà học bài. Ủa, Facebook này là Facebook của Miri đúng không ta? Miri nằm viện à? Có kết bạn đâu mà hiện ta. Anh sợ những khi anh viết vào những bản nhạc buồn. Anh sợ cảm xúc hoa tôi từng nhịp biết, sợ không kìm được nước mắt tuôn, sợ quên đi ký ức quan trọng. Sợ và cố giữ lần này bằng bắt buông, đã nhiều lần anh cố thử nhưng đều không như ước muốn, nên đành để giọt nước mắt tuôn. Không sao, rõ ràng là đều do anh thôi mà. Không nên ưu sầu, theo thời gian nỗi buồn cũng sẽ trôi qua. Nhưng không, tại sao không dừng tại đó? Không tay thích làn gió hết những gì mà ta có, những thói quen ta gắn bó, muốn quên đi thật khó. Để anh tự đi, để anh đi, không cần mãi miết đuổi. Để anh đi trong sự âm thầm, không có gì phải tiếc nuối. Nếu anh quá phiền thì anh trả em bình yên. Ta từng gắn liền thì nay coi như đã hết tình duyên. Dù lòng không cam vẫn chờ tin nhắn như lúc bắt đầu.
vẫn muốn ôm em, vẫn muốn quên đi lý do mà ta mất nhau. Nhưng thôi, cố gắng chỉ làm cho em khó xử. Anh cũng không muốn một người cố buông, một người cứ mãi cố giữ. Thay online chấm xanh nhưng cây vẫy tay anh cũng không dám. Muốn ngủ một giấc cho qua buổi tối nhưng lòng anh vẫn không cam. Anh biết phải cố quên đi em bằng cách nào đó. Và anh viết, anh vẫn cứ viết vào những món đồ em đã trao cho anh. Anh đang cố gắng từng giây, cố gắng đưa cảm xúc vào từng nét mực mà anh không muốn dừng tay. Cố gắng kiềm nước mắt bằng cách vẽ từng nét mực lên từng trang giấy. Cố quên đi em nhưng làm sao được khi hình bóng em anh vẫn đang thấy. Mới hôm qua còn trong vòng tay, mùi hương tóc em vẫn còn đâu đây. Mới sáng nay còn đùa còn nhây, giờ gió thổi bay anh cũng đâu hay vị trí của anh ở đó. Giờ chắc cũng đã có người thay, cứ để quá khứ theo làn gió. Cố giấu cảm xúc không cho người thấy. Đó là anh, đó là anh trong sau này. Đó là anh khi không còn em, ai sẽ cùng anh cãi nhau đây. Đó sẽ là anh khi không còn em bên cạnh. Chúc em tất cả và mong em đừng quên tên anh.